quý anh chị em có nhu cầu tìm rẫy cà phê giá rẻ và nguồn thu mạnh thì tham khảo qua kênh nhà đất của em nha. Diện tích của lô rẫy này là 2 hectare, rất gần đường nhựa. Cách đường nhựa chỉ có là 200m và cách ngoài đường quốc lộ 14A khoảng chừng là hơn 7 km. Đầu của nó ôm đường, đuôi thì ôm suối, một cái suối lớn, nguồn nước là mênh mông, điện 3 pha. Vườn cà phê này là giống mới cà phê tơ, hiện đang cho năng suất rất là cao. Quý anh chị nhìn cái cây trên vườn, cà phê giống mới trái rất là to, vỏ mỏng, dễ hái và nhân to nha. Ở đây là chất đất đỏ ba gian đất của mình hơi truyền xuống suối một xíu ạ. 2 hectare, rẫy nằm gần khu dân cư, đường đi ô tô vào tới nơi, mà giá gia chủ thu về chỉ có 2 tỷ 200 triệu, được bao sang tên bìa, còn được thương lượng đến quý anh chị nha. Đất của mình thuộc huyện Trư Mờ Rông. Quý anh chị tham khảo cái lô rẫy này liên hệ đến em Nga qua số điện thoại 0966579123.